Ở tập trước, mọi chuyện đều yên bình. Cho đến một đêm nọ, lão Ngô vội vàng chạy đến nhà tôi. Ngôi làng của chúng tôi nằm ở một vị trí mát mẻ phía tây bắc và ngôi nhà của tổ tiên họ Trần của chúng tôi nằm trên một con dốc nhỏ phía sau ngôi làng. Cạnh nhà tổ có một cây hòe già trơ trụi, nhiều bóng râm. Trong đạo giáo được coi là nơi có âm khí nặng và có thể thu hút ít ma quái. Đêm đó, lão Ngô hoảng sợ chạy tới cửa, vừa đẩy cửa vừa hét lớn: "Tiểu Lục, không xong rồi, tổ tiên nhà ngươi bị ma ám rồi." Tôi vừa đi ngang qua liền phát hiện có người ở chân núi sau lưng. Vẻ mặt lão Ngô kinh hãi, đôi mắt lồi màu xanh lam lộ rõ vẻ đáng sợ. Giao cơ, tôi sợ hãi định chạy đi gọi bố. Nhưng từ sau lần đó trở về, sức khỏe bố tôi không được tốt. Không còn cách nào khác, tôi đành đi cùng lão Ngô chạy đến khu nhà thờ tổ. Đến nơi, tôi nhìn thấy một người mặc một chiếc áo dài trắng thướt tha, không rõ là người hay là ma. Lão Ngô lẩm bẩm nói với tôi: "Nhìn chân của hắn đi." Tôi vội vàng nhìn xuống, kinh hãi phát hiện người đàn ông đó đang lơ lửng. Có phải là ma không cậu? Mặc dù người săn dầu quanh năm trong bóng tối, nhưng việc nhìn thấy một hồn ma có thật có thể chỉ là chuyện tưởng tượng. Lúc này, tôi dùng hết dũng khí hỏi lớn: "Anh là ai? Tại sao anh lại giả làm một con ma trong ngôi nhà của tổ tiên Trần gia tôi?" Người dưới gốc cây không nói lời nào mà cứ lắc lư nhẹ. Mơ hồ, tôi dường như có cảm giác rằng đây là người giả ma. Vì vậy, tôi thận trọng bước đến gần nó và đẩy nó bằng một thanh gỗ. Tôi thấy chiếc áo choàng rơi xuống. Tất cả đều là đồ giả. Tôi tức giận quay đầu lại nói: "Lão Ngô, là một trò đùa giỡn." Lão Ngô sững sờ một hồi, hiển nhiên là không biết chuyện này. Lão bước tới dẫm lên bộ tóc giả cùng bộ quần áo. Chết tiệt, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng là ma. Lão Ngô thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì. Có lẽ đó chỉ là một trò đùa cố ý của đám trẻ trong thôn. Chúng tôi định quay đầu rời đi, nhưng vào lúc này, một trận gió đột nhiên thổi qua. Tôi chợt nhìn thấy một bóng người ở trên bức tường lớn của ngôi nhà tổ. Thực sự có một con ma đang bò xung quanh. Tôi sầm mặt: "Lão Ngô, nhìn kìa." Lão Ngô nhìn chằm chằm: "Cái gì vậy? Trông chỉ như là một bộ quần áo." Tôi trợn mắt nhìn anh ta rồi đi về phía trước. Cái mà nhìn giống như quần áo vẫn còn ở đó. Hắn đang bò. Trong khoảnh khắc đó, khi tôi đến gần, tôi há hốc mồm, thấy tình hình không ổn. "Lão Ngô, chạy đi." Tôi hét lên. Tôi thấy trên vách tường có một tấm da người đang co rúm. Dưới lớp da ùa vàng dường như có thứ gì đó đang động đậy. Tấm da người dường như đang nhìn hai chúng tôi, lao về phía tôi. Vào thời khắc quan trọng, tôi vội vàng lùi lại, cầm con dao trúc đỏ trên tay. Con ma lập tức lao tới phía lão Ngô. Lão lúc này mới kịp phản ứng, hét lên muốn né tránh. Thế nhưng đã quá muộn, con ma nhanh chóng nhảy lên người hắn, bám càng ngày càng chặt. Lão Ngô giãy giụa kêu lên: "Tiểu Lục, cứu tôi với." Lão Ngô tỏ vẻ đau đớn. Tôi vội vàng chạy tới, thế nhưng con ma đó đã nhập vào người lão. Lão Ngô dần dần tỉnh lại, chỉ chốc lát liền ngẩng đầu giống lên, con mắt màu lam càng thêm kinh hãi. "Anh Ngô, hãy cố gắng thêm một chút nữa." Tôi lo lắng. Lúc này da lão rất kỳ quái, da rất nhiều dầu. Tôi đột nhiên hiểu ra đó là dầu xác chết. Sau cơn đau, sắc mặt của lão Ngô đột nhiên tỉnh lại, đồng thời đứng dậy. "Lão Ngô, anh sao vậy? Tôi là Tiểu Lục đây." Tôi nhìn chằm chằm lão. Lão Ngô nhìn tôi với vẻ quái lạ. "Ngươi là con cháu nhà họ Trần, mau đi chết đi." Vừa nói, lão Ngô vừa cầm thanh gỗ lao vào đánh tôi. Tên này bị điên rồi. Tôi điên cuồng chạy xuống núi. Sau khi đuổi theo một hồi lâu, lão Ngô đột nhiên dừng lại. Lão quay đầu đi về phía nhà thờ tổ. Trên đường đi, tim tôi đập rất nhanh, tôi chạy nhanh về nhà. Về đến nhà thì thấy bố tôi đã ngủ say. Tôi liền kéo ông ấy và hét lớn: "Bố, chết rồi, lão Ngô xảy ra chuyện rồi." Cha tôi nghe vậy liền mở mắt, lập tức ngồi dậy phi xuống giường. "Cái gì? Cuối cùng chuyện này cũng tới." Vừa nói, bố tôi đã nhanh chóng lao ra ngoài. Tôi vội vàng theo sau. Về đến nhà thờ tổ, thấy cửa bị cậy phá, tôi hốt hoảng lo lắng. Bố từ ngoài quan sát rồi lao vào mà không nói một lời. Trong nhà thờ, lão Ngô đang ngồi trên linh đài trong tiền sảnh. Lúc này, anh như một con khỉ, chộp lấy hai cái đĩa phía trên, ăn táo và bánh bao hấp, vừa ăn vừa đập phá di ảnh của ông nội. Tôi tức giận quát lão Ngô: "Đồ điên, mau xuống ngay. Đó là di ảnh của ông nội tôi." Lão Ngô hoàn toàn không để ý đến lời chúng tôi nói, nhìn chúng tôi nở một nụ cười quái dị. Tôi sững người, hắn đang nói cái gì vậy? Nhưng bố tôi chỉ hừ lạnh một tiếng: "Ma khỉ ra người, xác dầu biến thành quỷ quái, không biết là vị nào." Từ trên bàn, lão Ngô cười đều một cái rồi nhảy xuống, toàn thân rất nhờn. "Mau giao lại những thứ từ năm đó, nếu không nhà họ Trần sẽ không được yên ổn."
Lão Ngô nói, đây là đồ vật của ba đời nhà chúng tôi, ta không thể đưa cho ngươi. Cha tôi phớt lờ nó. Lão Ngô lại nhảy lên bàn. Không nói lời nào, hắn nằm ở phía trên dùng chóp mũi người, sau đó chậm rãi đi về phía sau nhà tổ. Có một sân nhỏ với một cái giếng, vì đóng quanh năm nên nó được che bằng tôn và khóa bằng xích sắt. Lão Ngô nhảy dựng lên và nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi, nở một nụ cười xấu xa. Thứ đó ở phía dưới này. Nói xong, Lão Ngô lật đổ tấm xích sắt, lực vô cùng mạnh. Cha tôi nhìn thấy vậy, hét lên, ta liều mạng với ngươi. Nói xong, bố tôi xông vào. Lão Ngô không sợ hãi chút nào, hai người xông vào đánh nhau. Tôi chạy vội lên, bố tôi hét vào mặt tôi, Tiểu Lục, con mau chóng rời khỏi nhà thờ tổ. Bố không thể giết Lão Ngô. Tôi hoảng loạn bối rối. Lão Ngô là người bạn thân duy nhất của tôi trong làng, lão không thể chết được. Bố tôi thân thể yếu ớt, không còn khỏe mạnh như trước bị Lão Ngô đẩy ngã xuống đất. Tôi vội nhặt viên đá ném vào người lão. Lão đau đớn lao xuống nước, một lúc sau cái giếng nổ một tiếng nổ lớn. Lão Ngô vội vàng thoát ra ngoài, tay cầm một cái túi vải rồi nhanh chóng nhảy qua tường. Thế là tôi vội kéo bố dậy. Mặt cha tôi tái đi. Tiểu Lục, con ở lại đây, bố sẽ đuổi theo nó. Nói rồi bố tôi lập tức đuổi theo hướng Lão Ngô biến mất. Tiểu Lục, con ở lại đây, bố sẽ đuổi theo nó. Nói rồi bố tôi lập tức đuổi theo hướng Lão Ngô biến mất. Trong màn đêm, hai người bọn họ rất nhanh liền biến mất. Tôi một mình đứng ở trong nhà thờ tổ. Tôi cảm thấy nơi này rất u ám, đặc biệt giếng càng ngày càng lạnh hơn. Rốt cuộc trong giếng này đã chôn cái thứ quái quỷ gì? Tôi không thể hiểu nổi. Mọi chuyện chỉ có thể đợi bố tôi về nói rõ. Sau đó, tôi vội vã rời khỏi nhà thờ tổ, ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Bộ quần áo rách nát và bộ tóc giả vẫn nằm trên mặt đất. Lúc này, tôi cầm lên nhìn, cảm thấy bộ quần áo rất bình thường. Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ, tôi thấy quần áo đã mặc có mùi khó chịu, giống như mùi tanh của cá. Bố tôi mãi vẫn chưa quay lại. Lão Ngô không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Tôi càng nghĩ càng thấy lo lắng. Đúng lúc này, một bóng người từ trên sườn đồi đi đến. Vừa nhìn thấy, tôi lập tức lo lắng đứng lên, nhưng khi người đó đến gần, tôi nhìn kỹ hóa ra đó là mẹ tôi. Bà ấy vẻ mặt lo lắng, mồ hôi nhễ nhại. Tiểu Lục, nhanh lên, mau quay về, bố con xảy ra chuyện rồi. Mẹ tôi lo lắng đến mức khóc nấc lên. Sao cơ ạ, bố con vừa nãy không phải đã đi? Tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của mẹ, tôi không còn cách nào khác đành phải cùng mẹ chạy về nhà. Cả quãng đường đi, mẹ tôi khóc rất to, cả người run lên. Nhưng khi xuống đến chân núi, tôi chợt nhận được một điều. Không đúng, mẹ tôi sức khỏe không tốt, không thể chạy lên núi như vậy được. Tôi vô cùng mơ hồ, đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói thúc giục có chút lạnh lùng từ phía sau. Tiểu Lục, nhanh lên nhanh. Tôi không ngoảnh lại, khẽ lôi con dao che đỏ bên hông ra. Mẹ, cho con hỏi một chuyện, tối nay bố con đã ăn gì? Sau đó, mẹ tôi dừng lại một lúc rồi nói, đi thôi, bố con đang đợi ở nhà. Nghe xong, tôi không nói gì liền quay đầu lại và chém vào người bà. Tôi thấy cơ thể mẹ tôi bỗng nhiên co lại như một quả bóng và rơi xuống đất. Trong đêm tối, tôi chỉ thấy một tấm da người bị thứ gì đó nhanh chóng kéo đi, chỉ còn lại một đống bột trắng và một con bù nhìn. Tất nhiên đó không phải là mẹ tôi. Tôi chợt giật mình. Chết tiệt, nếu như tôi không xuống tay, thì chẳng phải tôi chết rồi sao? Càng nghĩ về điều đó, tôi càng lo sợ hơn. Đây là người nhắm vào gia đình họ Trần tôi, rốt cuộc đó là ai? Sau đó tôi trở về khu nhà thờ tổ. Tôi chờ đợi ở đó khoảng nửa giờ, cuối cùng bố tôi cũng đã quay lại. Toàn thân bố tôi bê bết máu, khuôn mặt tái mét. Vừa đến nơi, tôi sợ đến mức chạy vội lại và hỏi. Bố không sao chứ? Cha tôi nhìn chằm chằm và mắng mỏ. Lão Ngô này bị con quỷ đó nhập rồi khiến ta mệt chết mất. Tôi đã kể cho bố chính xác những gì đã xảy ra vừa rồi. Bố tôi sau khi nghe xong, lập tức trừng mắt nhìn tôi. Ông Trương muốn giết nhà họ Trần chúng ta sẽ không tha cho hắn. Một ngụm máu trào ra từ cổ họng của cha tôi và tôi vội vàng bước tới để giúp ông. Sáng sớm hôm sau, khi tôi còn đang ngủ, bố tôi chạy đến, kéo tôi dậy. Đi thôi, bố có chuyện muốn nói với con. Bố tôi trông có vẻ bình tĩnh và ông ấy cầm theo một cái xẻng rời đi. Hai chúng tôi rời làng đi theo một con đường nhỏ đến một khu mộ ở phía đông làng. Bố, sao bố lại đưa con đến đây? Tôi vô cùng tò mò. Tập này đến đây là hết. Mong các bạn nhấn like, bình luận và chia sẻ. Tập sau sẽ đặc sắc hơn. Bùm bùm chiếu chiếu.